Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Thời gian vừa qua thì bên mình nhận được rất là nhiều những cái phản hồi của anh em là có được số điện thoại gọi đến và tặng cho anh em những cái vòng đá phong thủy. Thì hôm nay mình xin làm video để cảnh báo anh em về những cái trường hợp xuất phát gần đây trên cộng đồng mạng. Thì cái điều thứ nhất là không phải riêng bên mình mà rất là nhiều những cái bên khác họ bán vòng phong thủy nhập vào với giá rất là rẻ tiền, khoảng tầm 1.000 đến 2.000. Sau đó là họ gọi điện cho tất cả những khách hàng bằng cách là đi mua cái dữ liệu khách hàng trên mạng, sau đó là gọi điện là chúc mừng anh em là đã vô tình là trúng thưởng. Thì thường thì cái anh em chỉ việc thanh toán tiền cước thôi, khoảng tầm 4 cho đến 50 nghìn là anh em đã được sở hữu cái vòng phong thủy này rồi. Thì mình xin thông báo đây là một hình thức lừa đảo rất là tinh vi. Đầu tiên thì họ sẽ đàm phán với cả các đơn vị vận chuyển, chẳng hạn như một ngày tôi sẽ gửi cho bạn 1.000 cho đến 2.000 đơn hàng thì là tôi sẽ chỉ lấy là 20.000 tiền cước. Tiếp đến là họ sẽ bán cho anh em với giá là 40.000. Tức là họ bảo là 40.000 này sẽ là tiền vận chuyển của anh em. Thì khi anh em thanh toán 40.000 thì nhà sản xuất người ta trừ 20.000 tiền vận chuyển và còn 20.000 tiền lợi nhuận. Như vậy một ngày nếu như họ bán được 1.000 cho đến 2.000 đơn hàng. Bởi vì thường tâm lý anh em chúng ta ấy, khi mà có khách hàng báo nhận được quà thì 40.000 nó rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà khi cấp số nhân lên ấy thì nó sẽ rất là nhiều. Chính vì vậy hôm nay mình cảnh báo với tất cả anh em, tất tần tật những cái đơn vị quảng cáo tặng quà vô tình trên mạng thì đều là lừa đảo hết. Thì là cái miếng phô mai thì chắc chắn nó sẽ chỉ ở nằm trong cái bẫy chuột thôi. Anh em chúng ta nên lưu ý và cảnh giác. Điều thứ nhất, khi có đơn vị nào gọi điện đến tặng quà, anh em tốt nhất là cứ không nên nhận. Bởi vì sao? Chúng ta không có công thì tốt nhất là cũng không nên hưởng những cái lộc vậy. Bởi vì chắc chắn nó chỉ là lừa đảo thôi. Cái thứ hai là đều đánh vào cái lòng tin nhẹ dạ của anh em bằng cách là chúng ta mua hàng trên mạng. Thì khi chúng ta mua hàng trên mạng chắc chắn sẽ để lại địa chỉ và số điện thoại. Thì những kẻ gian họ lợi dụng những cái điều đấy của anh em, họ sẽ gọi điện, họ sẽ báo là có phải là anh tên này không, anh có đặt mua cái này bên em và bên em và anh rất là may mắn đã trúng một cái vòng phong thủy của bên em. Sau khi nhập cái vòng phong thủy rẻ tiền 1 đến 2.000, họ vận chuyển cho khách hàng và ăn cái tiền chênh lệch đấy. Anh em thử hình dung là một ngày nếu như họ lừa được 1 cho đến 2.000 khách hàng thì họ đã có bao nhiêu tiền rồi, với lợi nhuận 20.000 trên một đơn hàng, rất là nhiều đúng không? Thì anh em chúng ta hãy chung tay để mà đẩy mạnh cái tệ nạn này, tránh làm vấy bẩn cái cộng đồng buôn bán online bằng cách đơn giản thôi. Ok, anh em cứ đặt hàng nhưng mà chúng ta sẽ không nhận hàng. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà chúng ta văn minh lịch sự hơn, tốt nhất là không có công chúng ta không hưởng, chúng ta bảo chúng tôi không không cần quà gì hết và tôi sẽ không nhận hàng. Đấy, thì tôi làm cái video này rất hy vọng là anh em chúng ta cảnh giác trong quá trình mua bán online. Thứ nhất là không để lại họ tên địa chỉ trên những cái đơn vị mà chúng ta cảm thấy không uy tín. Điều thứ hai là anh em chúng ta phải suy nghĩ, tự nhiên có một đơn vị gọi điện đến trúng thưởng cho anh em thì đấy là điều chắc chắn là không có, trừ khi anh em chúng ta đăng ký tham gia mà nó trúng thưởng thì may ra mới là điều chắc chắn. Còn nếu như mà tự nhiên có đơn vị báo là vô tình quay số trúng thưởng, chắc chắn là lừa đảo anh em nhé. Ngoài vòng phong thủy ra thì các đại lý họ hay lừa anh em như là nhẫn phong thủy này, nhẫn vàng này, anh em đừng có tin nhá. Rồi, rất là cảm ơn anh em đã xem hết video. Và nếu mà anh em thấy hay thì hãy like, subscribe kênh YouTube của tôi để xem thêm nhiều hơn nữa những cái sản phẩm của bên mình nhá.